Và chào mừng các em đến với buổi lễ tổng kết năm học năm nay. Và chúng ta chỉ còn 2 năm nữa thôi là các em sẽ hoàn thành được khóa học của Học viện Phép Thuật rồi. Và buổi lễ ngày hôm nay, ngoài việc tổng kết những gì diễn ra trong năm học vừa rồi, thì đây cũng sẽ là buổi lễ tuyên dương hai học trò Phong Cận và Kairon. Hai bạn đã cùng nhau tiêu diệt được một tên phù thủy hắc ám trong trường của chúng ta trong thời gian vừa rồi. Trời ơi, cái gì? Trường mình có phù thủy hắc ám mà hả? Thì là con gì ta? Trời đất ơi! Trời ơi, tôi với Kairon là hai người đánh được phù thủy hắc ám á. Mọi người hãy mừng tôi ghê không? Tôi giỏi không? Giỏi liền! Trời! Trong năm học vừa qua, thầy biết chúng ta đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Nhưng thầy rất vui, bởi vì dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, các em vẫn luôn luôn yêu thương và che chở lẫn nhau. Điều đó rất là tốt. Hy vọng các em sẽ mãi giữ vững tinh thần này tới tận năm sau luôn nha. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau nâng ly lên. Hồ Biên! Wow, trời ơi, bây giờ mà nhiều đồ ăn quá vậy? Nhiều quá. Trời đất, đồ ăn luôn. Trời ơi, thế này mà biến ra là không phải mất tiền mua đồ ăn đúng không Phong? Trời ơi, ủa nhưng mà khoan, đồ ăn làm từ phép thuật biến ra có ăn được ông ta mà ngon không nhờ? Ăn được chứ, trời ơi, tôi nghe đồ là đồ ăn biến từ phép thuật ra mà ăn thoải mái luôn mà không sợ mập nữa. Trời ơi, cái gì mà đã quá vậy? Ui, từ đây đó coi, có trái cây nè, bánh kem nè, rồi gà quay nè, rồi bên đây nguyên một con heo quay to đùng luôn. Trời ơi, cái gì mà nhiều dữ vậy? Ôi, ủa mà khoan, tính ra là bây giờ hết năm học rồi đó thì mọi người sẽ được nghỉ hè. Mọi người có tính đi đâu không? Nghỉ hè hả? Dạ, ông tính đi đâu? Tính ra tôi còn chưa nghĩ đến vụ nghỉ hè luôn á. Trời, năm vừa học nhiều lắm luôn á. Nếu mà tôi được đi á, tôi sẽ ra cái bãi biển ở gần trường này nè, để tôi bắt mấy cái con kỳ lân. Trời, tôi khoái vụ đua kỳ lân lắm luôn á. Nghe hấp dẫn vậy. Còn Kairon, ông tính đi đâu? Trời ơi, dăm ba mấy cái kỳ nghỉ của ông dịch này á, tôi á là tôi gọi là dự định là sau cùng trong cuộc nghỉ hè này, tôi sẽ đi tới lớp đào tạo ca sĩ để trở thành Kairon NTP. Hả? Cái gì? Gì mà đi làm ca sĩ luôn vậy? Ông nội gì nghe ghê vậy ta? Ủa mà ơi, là ca sĩ luôn. Thế giới phép thuật cũng có gọi là ca sĩ luôn hả? À, đúng rồi. Trời ơi, nhà quê các bạn ơi. Tôi đâu có biết đâu, tôi tưởng thế giới phép thuật là người ta chỉ học phép thuật thôi chứ ai dè đâu thế giới phép thuật cũng học làm ca sĩ luôn hả? Gì ghê vậy? Ôi còn Siro, ông tính đi đâu? Tôi hả? Tôi thấy trong năm học này, mặc dù tôi đạt điểm A nhưng mà tôi vẫn không thấy hài lòng lắm. Tôi định là trong kỳ nghỉ hè này tôi sẽ đến khu rừng bí ẩn ở đằng sau ngôi trường để tôi có thể thu phục và tập thêm nhiều loại phép thuật mới. À, đi tập phép thuật hả? À? Trời, tính ra ông đã học giỏi rồi mà ông còn chăm chỉ thế này nữa. Thế nào ông cũng sẽ trở thành một gọi là phù thủy gọi là mạnh mẽ cho bà coi. Ok. Hey, còn tôi á thì chắc mọi người cũng biết rồi là tôi là con người bình thường mà. Cho nên á là chắc là tôi sẽ quay trở về thế giới của tôi để tôi thăm mọi người. Tính ra nha là tôi kể cho mấy ông nghe nè, ở thế giới con người bình thường của tôi á có rất là nhiều người giống y hệt như mấy ông luôn á. Ở thế giới bình thường của tôi cũng có một ông Mr. Dịch thứ hai nè, cũng có một Kairon thứ hai và cũng có một Siro thứ hai luôn. Đấy, có gì đến đó đi. Có gì tới đó đi, tôi chụp ảnh mấy người ở lại đem đến đây cho mọi người xem. Y hệt như anh em sinh đôi luôn. Ghê không? Thôi nhưng mà nói chung á là năm học vừa qua tôi rất là vui khi mà mọi người vẫn luôn ở bên cạnh tôi và giúp đỡ cho tôi. Hy vọng rằng chúng ta sẽ trở thành những người phù thủy thật là giỏi nha. Okay. Rồi, còn phải nói nữa, trời đẹp trai như tôi chắc chắn sau này là phù thủy mạnh nhất rồi. Tính ra là hồi đầu anh em nha. Mình á, cái hồi đầu anh em mình đó đâu hít thơm đâu, nhiên giờ hành mạnh hơn luôn ba. Cái gì kỳ vậy? Trời, tính ra là học với nhau nhiều rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với nhau thôi, ai cũng như vậy mà. Thôi, được rồi, còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau nhập tiệc đi nào. Rồi, anh em ơi. Nào, chúng ta cùng nhau nâng ly lên. Không thở nữa. Hey, vậy là cuối cùng buổi lễ tổng kết cũng đã kết thúc rồi. Đã đến lúc chúng ta sẽ phải tạm biệt nhau. Tôi hy vọng rằng là trong năm học sau chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau nhé mọi người. Đừng ai nghỉ học hết nha. Trời ơi, tất nhiên rồi. Ok. Mình là bạn thân mà, ông nói Ủa? Gì vậy? Nhưng mà khoan, mọi người ơi, cho tôi hỏi này coi. Tính ra là bọn mình ai cũng có được một cây gậy phép thuật. Tại sao chúng ta về nhà chúng ta không được đem cây gậy theo ta? Trời đất ơi, ông nghĩ sao vậy? Đương nhiên thầy phải giữ mấy cái đũa phép thuật chứ, lỡ tụi mình sử dụng phép thuật lung tung sao? Cũng đúng ha. Lỡ đâu có người đem cái gậy phép thuật về nhà xong biến tùm lum la rồi sao? Học phép thuật rồi cái đầu dùng lung tung. Thôi được rồi, vậy bây giờ chắc là đã đến lúc mọi người phải về nhà rồi ha.
Thôi được rồi, bây giờ vậy thì bây giờ tôi với lại Simmy đi trước nha. Mọi người ở đây giữ sức khỏe nha, nhớ giữ sức khỏe nha. Năm sau chúng ta gặp lại. Đi lên Simmy. Ok, thôi, tạm biệt hai người nha. Tạm biệt nha, bạn tôi. Tạm biệt các bạn. Tôi đi làm ca sĩ đây. Ok, đi làm ca sĩ mạnh giỏi nha. Cố gắng nổi tiếng nha coi. Thôi được rồi, hai người ở lại rồi xong thủ sắp xếp về sớm đi nghe. Bọn tôi đi trước nghe. Ok, mọi người đi về trước nha. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye nha. Bye bye. Bye bye mọi người. Tạm biệt. Tạm biệt mọi người. Hay, tính ra là biết rằng là năm sau chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau. Nhưng mà không hiểu sao mọi người đi hết trơn rồi, tôi cảm thấy hơi buồn buồn ta. À mà đúng rồi, còn Sammy nè. Bây giờ chỉ còn mình tôi và Sam thôi. Sam tính đi về đâu? Hay là bây giờ Sam về thế giới con người với tôi đi. Chắc là bé các con đang nhớ Sam lắm á. Thế giới loài người hả? Đúng rồi. Chắc là không được rồi, tại vì tôi hết nhiệm vụ ở thế giới loài người rồi. Vậy hả? Vậy là bà sẽ không đến đó nha. Xin lỗi nha. Vậy thôi, tôi về nhà một mình cũng được. Nhưng mà rốt cuộc thì Sam sẽ về đâu? Sam có nhà không? Tôi hả? Chắc có lẽ tôi sẽ về nhà thăm mẹ. Thôi tôi về trước nha. Về nhà thăm mẹ à? Ok, vậy thôi, tạm biệt. Năm sau hy vọng rằng là tôi sẽ vẫn gặp lại Sam. Tạm biệt nha. Tạm biệt ông nha. Ok. Vậy là người cuối cùng cũng đã đi rồi. Tính ra là mình đã theo đuổi Sam từ thế giới con người qua đến tận bên thế giới phép thuật. Mà Sammy hình như vẫn chưa thể chấp nhận tình cảm của mình được. Thật sự cũng cảm thấy hơi buồn. Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà đúng không? Thôi, không nghĩ đến chuyện buồn nữa. Bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ cần phải về lại thế giới loài người để thăm tất cả mọi người ở thế giới loài người thôi. Mà còn thăm bé cá con nữa chứ. Lâu lắm rồi không thăm bé cá con. Không biết bé cá con có nhớ mình không ta. Thôi, đi về thôi. Mr. Dịch ơi, Kairon ơi, Simmy ơi, Kamui ơi, mọi người trong Hero Team ơi, tôi về thăm mọi người đây. Lum chiu. Cuối cùng thì mình cũng đã quay trở lại thành phố của mình ngày xưa rồi. Sao mà nhớ quá ta, đã lâu lắm rồi mình mới quay trở lại đây luôn á bạn ơi. Cái nơi này ngày xưa là nhà của Sammy nè, bây giờ ngôi nhà đó đã biến mất mất tiêu rồi. Còn cái nhà màu xanh bên kia là nhà của mình nè. Trời ơi, nhớ quá, phải về lại nhà mới được. Trời ơi, không biết là khu phố của mình trong thời gian mà mình đi á, nó có gì thay đổi không ta. Wow, tính ra nhìn vẫn bình thường, không có gì thay đổi hết đó bạn ơi. Trời ơi, còn nhà của mình nè. Đâu, để mình vô nhà xem thử coi. Nhà, ủa mà khoan, tính ra là mình đi một năm trời rồi mà sao nhà của mình nó vẫn còn sạch sẽ quá ta. Tính ra một năm trời mình không có ở nhà thì nó phải bụi bặm bám đầy vậy chứ. Sao tự nhiên nhìn nó vẫn còn sạch sẽ nha. Ok, đóng cửa lại coi, để xem coi. Nhớ ngôi nhà này quá trời ở đất luôn á trời. Cái gì vậy? Khoan, ủa? Có ai đang ngồi chỗ kia vậy? Trời mấy bạn ơi, chẳng lẽ là trong thời gian mà mình đi có người đã vào nhà của mình, sau đó chiếm ngôi nhà của mình hả ta? Hay là ăn trộm ta? Trời ơi, tại sao là tự nhiên đang ngồi trên bàn, trên cái bàn máy máy tính của mình đang chơi game đó kìa. Trời ơi, ăn trộm ha, láo thật láo thật. Coi coi, có cái gì để bắt ăn trộm này không ta? Mình sẽ lấy cây đuốc đi, mình sẽ cầm trên tay cái cây đuốc cho chắc ăn. Đó, ăn trộm. Nó mà là ăn trộm thiệt, mình sẽ đập cái cây đuốc vô đầu luôn. Ăn trộm với chúng tôi hả? Ok, ăn trộm hả? Ôi, cái cậu kia. Im lặng, im lặng. Cái cậu kia, cậu mới đúng là ăn trộm á. Cậu vô nhà tôi xong giờ cậu la làng, cậu kêu tôi là ăn trộm hả? Cái gì mà nhà của ông, đây là nhà của tôi, nhà của ba mẹ tôi. Ông kêu vô đây, ủa mà sao ông giống tôi quá vậy? Ủa khoan. Ba Phong. Ba. Cái gì ba ba, né né ra, ta làm gì có con mà kêu ta là ba ba. Trời tao lao. Ủa mà khoan từ, tránh xa ra. Bình tĩnh, tránh ra, để ta xem lại đã. Mà khoan đã, từ từ. Sao nhìn ngươi giống tao quá ta. Nhìn cái mái tóc nè, cho đến khuôn mặt. Chỉ khác ta ở chỗ là ngươi đeo cái nơ, còn ta là ta không có đeo nơ thôi. Wait a minute. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi tên là gì? Ba ba không nhớ con hả? Con là cá con nè. Hả? Cái gì? Cá con á? Ủa trời, tính ra là mình nhớ là cá con nó còn nhỏ lắm mà ta. Mà mới có một năm thôi mà sao giờ nó lớn vậy? Ngươi xạo đúng không? Cá con của ta là mới có một tuổi thôi, mà bây giờ ta đi một năm là mới có 2 tuổi, làm sao lớn vậy được? Ngươi giả mạo đúng không? Ủa bà ba không biết gì hả? Một năm bên thế giới phép thuật á là bằng 50 năm bên thế giới thật đó. Cái gì? Một năm ở thế giới phép thuật là bằng 50 năm ở thế giới bình thường. Vậy có nghĩa là mình trong lúc mà mình đi đến thế giới phép thuật một năm thì ở ngoài đây đã trôi qua 50 năm rồi sao? Vậy là ngươi là các con thiệt hả? Dạ đúng rồi, con là các con nè. Trời ơi, mừng quá, các con lớn rồi. Yeah, trời ơi các con ơi. Ủa mà khoan, từ 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 từ, đứng im, đứng im. Khoan, nếu như vậy
thì 50 năm thì ngươi sẽ phải 50 tuổi rồi chứ, tại sao nhìn ngươi còn trẻ vậy? 50 tuổi đâu mà 50 tuổi, con năm nay mới có 20 tuổi à. Cái gì mà 20 tuổi? Tính ra là ta đi 50 năm thì bây giờ ngươi phải 50 tuổi chứ, tại sao lại là 20 tuổi? Tại vì con á là của thế giới phép thuật, nên là khi mà sống ở thế giới thật á, cái thời gian độ phát triển của con chỉ tăng lên có một nửa à. Ủa, vậy có nghĩa là nếu như thế giới loài người trôi qua 50 năm thì con chỉ mới có tăng được có khoảng 25 năm thôi hả? Dạ đúng rồi. À, là chậm hơn một nửa so với con đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ, vậy có nghĩa là bây giờ là cá con đã khoảng từ 20 đến 25 tuổi rồi. Ồ, hàng gì nhìn lớn thế ta. Wow. Thôi được rồi, trời ơi, gặp lại con ta mừng quá ơi. Không biết con dạo này khỏe không chứ ta mệt, ta hơi bị mệt luôn á. Học ở thế giới phép thuật học mệt lắm con ơi. Trời ơi, con khỏe không? Con khỏe lắm ba ba, chỉ có mọi người khác là không khỏe thôi. Ủa, mọi người khác là ai? À đúng rồi đúng rồi, hôm nay ta về đây nè là để ta thăm Mr. Dịch nè, Camui nè, Kairon, Simmy với lại là Siro nữa. Không biết là mấy người đó là sao rồi ha? Mấy người đó hả? Trời, mấy người đó bây giờ á là 70-80 tuổi á trời. Cái gì 70-80 tuổi luôn á? Cái gì mà già như vậy? Ừ đúng rồi ha, tính ra cũng 50 năm rồi. Mà lúc mình đi á thì là mọi người lúc đó là mọi người 20 tuổi, 50 năm thì sẽ là 70 tuổi đúng rồi. Ừ cũng đúng ha. Ờ thôi rồi, bây giờ con dẫn tao qua bên kia thăm mấy người đó nha. Bà cứ đi theo con. Ok rồi, đi. Ồ, không biết là bây giờ mọi người như thế nào ta, phải đến đó thăm mọi người mới được. Ok đi thôi. Hay, tính ra là khu phố mình vẫn như vậy, vẫn không có gì thay đổi hết các bạn ơi. Không biết là giờ này mọi người đang như thế nào ta. Kairon nè, Simmy nè, Camui, Mr. Dịch nè, Siro nè. Không biết bây giờ mọi người đang như thế nào nha. Ủa, cái này là tiệm quần áo của Simmy mà. Ủa, cái này là nhà của Kairon với Simmy hả? Ồ, sống chung một nhà luôn. Vậy chắc chắn là cưới nhau rồi các bạn ơi. Ok, để vô xem thử coi. À, đi gọi cửa thử. Cốc cốc cốc. Rồi rồi trôi, miền tâm xì đấm bên ai gọi. Nếu giờ xa vòng tay em có hay đôi lời gì? Ông nội ơi, trời ơi, có ai gõ cửa kìa, ra mở cửa. Ồ, có khách, có khách, có khách. Kính chào quý khách, kính chào quý khách. Mời quý khách vào để xem đồ ạ. Kính chào quý khách. À, dạ, con chào ông, chào bà. Ủa, cho con hỏi hai ông bà là gì của Kairon với Simmy vậy ạ? Sao ông bà lại ở đây ạ? Hai ông bà là cái gì hả? Dạ. Hai ông bà chính là Kairon, còn cái bà đứng kế bên tôi chính là Simmy đây. Cháu cứu hai ông có việc gì? Ủa cái gì? Cái gì mà Kairon đấy hả? Còn đây là Simmy hả? Đúng rồi đó. Sao cái thằng này nó nói chuyện nghe kỳ quá vậy? Nó phải gọi mình là ông chứ. Dạ. Người gặp người lớn phải chào chứ con, sao con gọi tên gì kỳ cục vậy con? À dạ dạ, con xin lỗi hai ông bà, con xin lỗi hai ông bà. Trời ơi bạn ơi, mình hiểu rồi. Vậy có nghĩa là trong lúc mà mình ở thế giới phép thuật á, 50 năm đã trôi qua rồi. Bây giờ á thì gọi là Kairon với lại là Simmy cũng đã già mất tiêu rồi các bạn ơi. Tính ra là hai người này giờ già đi mất tiêu rồi. Trời ơi, sao tôi cảm thấy buồn quá ta. Giờ mấy người bạn của tôi già hết trơn rồi. Mà dẹt ra chỗ khác coi, để tôi ngồi tôi hát coi. Đam mê ca hát của tôi 50 năm qua vẫn chưa thực hiện được. Bây giờ tôi phải cố gắng tập hát mới được. Cầm tay anh, dựa dây anh, trời bên anh nơi này có anh, gió mang của tình ca. Trời ơi, thông cảm, mỗi lần gặp khách là ông thì hiện vậy á, thông cảm. Con trai thấy bác hát hay không con trai? Hát dạ, hay, dạ. Bác hát hay không? Dạ, bác hát hay lắm bác ơi, tính ra là bác từ trẻ đến già vẫn còn đam mê ca hát hả? Đúng rồi, trời ơi, bác hâm mộ cái anh gì MTP lắm á, nên là bác vẫn gọi là cố gắng tập hát đây nè. Wow, trời ơi. Ủa mà cho con hỏi này xíu. Ủa, vậy bây giờ bác bao nhiêu tuổi rồi bác? Bác hả? Bác năm nay là 68 tuổi rồi con trai. 68 tuổi? Wow, trời ơi. Vậy là có nghĩa là Simmy bây giờ là Simmy chắc cũng phải 70 tuổi luôn á. Trời ơi, giờ hai người già quá rồi. Ôi, mà đúng rồi, khoan tự bạn ơi. Để mình hỏi thử coi hai người này có nhớ Phong Cận là ai không nha. Không biết hai người này còn nhớ mình không ta. Ok, trời ơi. Bác Kairon với lại bác Simmy ơi, cho con hỏi hai người cái. Hai người có nhớ Phong Cận là ai không? Phong Cận? Phong Cận? Người đó đã biến mất lâu lắm rồi. Bác trời ơi, con trai con nhắc tới là bác đau lòng quá. Ủa gì vậy bác, bình tĩnh bác, sao bác khóc dữ vậy? Ủa bộ bác nhớ người đó lắm hả? Để bác kể cho con nghe nè. 50 năm trước á, lúc mà với lại bác với lại Phong Cận TV đang gọi là đua xe kissing boy ở trường học, vô tình bác nghe được thông tin đó chính là Phong Cận đã gọi là biến mất rồi.
Kể từ đó bác không bao giờ gặp lại cậu ta luôn. Cậu ta chính là bạn thân nhất trong cuộc đời của bác đó. Trời ơi, Gan ơi, mày ra để tôi hát cái bài anh em tốt coi. Tình anh em duyên kiếp sinh ra bài đó phải anh em tốt đâu. Ủa bác ơi, bài đó có phải bài anh em tốt đâu bác. Anh em tốt là cái bài người ta hát là anh em ta không có nhiều tiền mà không hàng ngào à, người nổi tiếng người ta hát vậy mà. Ủa sao con nhớ được bài đó hay quá vậy? Bài đó 50 năm luôn rồi đó. Wow. Dạ con là cháu của Phong Cận. Cái gì vậy? Cháu của Phong Cận kìa ông ơi. Ủa vậy bây giờ Phong Cận đang ở đâu hết con trai? Chết rồi bạn ơi. Bây giờ mình phải tự nhận mình là cháu của Phong Cận thôi. Không thôi là mọi người sẽ nghi ngờ. Bây giờ mình phải nói ông mình đang ở đâu ta. Ông của con á hả? Ông của con á thì đã sống ở bên nước ngoài rồi. Tính ra là hôm đó là ông của con á không phải bị biến mất đâu, mà là ông của con trong buổi tối đó đã chuyển qua nước ngoài sống cùng gia đình. Cho nên á là bây giờ không còn ở đây nữa. Con nhớ quê hương quá cho nên con quay về đây thăm quê hương á mà. Sao ông Phong Cận nó có tiện đi nước ngoài mà nó rủ tôi vậy bà? Ai biết đâu, bạn thân của ông mà. Nhưng mà tên sang cho mày cũng hay mà. Nói chung như vậy là cũng tốt rồi. Bác chỉ hy vọng là một ngày nào đó sẽ được gặp lại cậu ta thôi. Chỉ sợ là không còn cơ hội nữa. Trời ơi, sao tôi nghe tôi thấy cảm động quá. Kaidon vẫn còn nhớ đến tôi, Simmy vẫn còn nhớ đến tôi. Nhưng mà hai người đã già mất tiêu rồi. Thôi con trai đừng nói nhiều nữa con trai. Trời đất ơi, khách quý đúng là cháu của Phong Cận rồi. Bây giờ con vô đây mua gì hết đi, bác cho phi luôn. Ông rồi hả? Đồ tôi bay ông bán vậy, đâu ra tôi lấy tiền để mua đồ ăn hả? Ông đừng tối này tôi hát, tối này tôi hát buồn cho bà cho. Để tối này tôi hát giọng cổ cho nghe. Trời ơi, hát hoài vậy ông. Trời ơi trời, thì tính ra Kaidon già mà vẫn còn đam mê ca hát nè. Còn Simmy thì giờ lớn tuổi mà vẫn còn ăn hiếp Kaidon như ngày nào. Thôi bây giờ con nghĩ là con chỉ qua đây thăm hai bé một tí thôi. Rồi con chắc là con phải qua bên kia thăm Mr. Dịch Ca Mui rồi Siro nữa. Cho nên là tạm biệt hai người nha. Có gì con sẽ kêu ông của con về đây thăm hai người sớm nha. Con trai, trước khi đi á, có dịp gặp lại á, ông của con á, nhớ gửi lá thư này cho ông ta. Lá thư hả? Dạ, đúng rồi, ok. Lá thư gì ghi Phong Cảnh TV vậy? Ủa, ông con tên là Phong Cảnh phải không? Thôi, con cứ gửi đi, cậu ta sẽ hiểu rồi. Ok, ủa gì kỳ vậy? Dạ rồi, tạm biệt hai ông bà, con đây đây. Tạm biệt con trai. Tạm biệt con trai nha, tạm biệt. Dạ, tạm biệt. Thôi, đi tiếp các con ơi. Ây trời ơi, sao tôi thấy bạn bè tôi già hết trơn, tôi buồn quá ta. Tạm biệt Kaidon, tạm biệt Simmy. Rồi bây giờ bé các con, bây giờ là anh muốn kiếm nhà của Mr. Dịch á. Em có biết nhà Mr. Dịch ở chỗ nào không? Dẫn anh tới đó đi. Đi, nhanh lên. Ai, không biết là giờ này ông Dịch ổng như thế nào rồi ta. Tính ra cũng lâu lắm rồi không gặp lại ổng. Không biết ổng già rồi sẽ giống như thế nào nha các bạn ha. Ok, đâu, nhà Dịch chỗ nào con? Hả? Gì, ở chỗ này á? Hóa ra nhà Dịch bây giờ... Ủa một khoan, tôi nhớ là chỗ này là tiệm vàng mà ta, chứ phải là nhà Dịch đâu nhờ. Ủa, chẳng lẽ là bây giờ nhà Dịch gọi là giàu có nó nổi mà bán vàng luôn ta, gì mà ghê vậy? Thôi, từ để mình vô mình coi. Ờ, cho hỏi có ai ở nhà không ạ? Bác ơi, bác gì đó ơi, cho con hỏi. À dạ, chào bác, xin giới thiệu với bác, con tên là Phương Cận. Thì hôm nay con đến đây để tìm Mr. Dịch đó bác. Không biết bác có quen người nào tên Mr. Dịch không bác? Ủa, Phương Cận là ông nào ta? Tính ra là từ trẻ đến giờ tôi có quen ai tên là Phương Cận đâu. Dạ thì con mới vừa được chuyển nhà tới đây, con muốn đi xung quanh đây để hỏi thăm mọi người mà. Bác cho con hỏi, bác có biết ai ở đây tên là Mr. Dịch không? Con muốn gặp Mr. Dịch đó bác. Ủa, cậu giỡn tôi hả? 20 năm nay tôi bán tiệm vàng này, nguyên cái khu phố này biết tôi. Bà nói, tự dưng có thằng nhóc nào nó đến nó kêu không biết Mr. Dịch là ai, trong khi Mr. Dịch đứng trước mặt nó luôn nè. Ông Dịch ơi, cái bản tôi để trên bàn là ông anh đúng không? Ấy tôi đói quá, tôi ăn tạm thôi, có gì đâu trời. Anh ấy tôi để dành biết bao lâu nay mà ông dám ăn của tôi. Ủa mà khoan, từ từ. Ủa cái gì kỳ vậy? Sao tự nhiên hai người này nghe cái giọng quen quen mọi người ơi. Ủa khoan từ nha, từ. Để coi mình đoán thử coi cái đúng không nha. Ủa bác ơi, cho con hỏi, bác có phải tên là Mr. Dịch không? Mày chết mày cho mày. Hùng quá mày. Tính ra là tôi bán tiệm vàng này 20 năm nay ở đây rồi, nguyên khu phố này ai biết tôi hết trơn. Cậu đâu ra cậu hỏi câu kỳ vậy? Ủa gì vậy? Con biết rồi, nguyên khu phố này biết bác rồi, nhưng mà con mới được tới đây mà, làm sao con biết bác được? Nhưng mà bác tên là Mr. Dịch phải không? Thì chắc chắn là Mr. Dịch rồi. Hả? Cái gì? Trời ơi, Dịch ơi, tại sao vậy?
lúc trước anh đẹp trai lắm, lúc còn trẻ tóc tai vuốt vuốt cái kiểu Hàn Quốc, bây giờ anh già rồi anh chọc đầu là sao? Dịch ơi, anh Dịch ơi, mất dạy anh nói thằng gì này, mà thằng này nó láo ghê, nó bằng tuổi cháu mình mà nó kêu mình gọi là cái gì ông già đồ hỏi. Trời ơi Dịch ơi, trời ơi mấy bạn ơi, tôi không ngờ rằng cũng có ngày Mr. Dịch từ một gọi là người rất là soái ca ở trong Hero Team, cuối cùng thì bây giờ Dịch đã già và sau đó chọc đầu rồi mấy bạn ạ. Ủa mà khoan, còn cái người bên cạnh Dịch la vậy? Ôi khoan từ, tính ra bây giờ Dịch cũng đã lớn tuổi rồi, mình phải nói chuyện kêu bằng ông chứ. À dạ, ông Dịch ơi, cho con hỏi cái người đứng kế bên ông là ai vậy? Người đứng kế bên hả? À. Trời ơi, thằng nhóc này bị sao ấy bà? Trời ơi, đây là bà Ca Môi, bà chủ tiệm vàng lớn nhất khu phố này luôn á trời. Cái gì? Trời ơi, chính xác, còn cái ông này là ở ké nhà tôi đó, biết rồi. Ôi trời ơi, hàng gì từ nãy giờ nhìn quen rồi. Cái áo màu xanh, cái tóc màu cam. Trời ơi, Ca Môi đây sao? Trời ơi, bà Ca Môi ơi, con nhớ bà lắm, trời ơi. À, con nhớ bà, à, trời ơi, thì thương. Ok, chờ tí nếu mà nhớ là thì đây, cho một cục vàng đây. Cái gì mà cho luôn cục vàng vậy? Cái gì mà ghê vậy? Sợp vậy? Wow. Trời ơi, chủ tiệm vàng nó phải khác. Chủ tiệm vàng là khen cái là cho luôn cục vàng luôn hả? Trời ơi, xịn vậy ta. Ui, trời ơi, mấy bạn ơi, cuối cùng thì không ngờ rằng một ngày ở đó Dịch với Mui cũng về ở chung với nhau. Rồi á, Dịch á thì già xong rồi hói đầu rồi xong ổng đi đâu rồi, ổng bị lẫn hay sao á. Quay gì đây Dịch, quay đây. Trời ơi, Dịch ơi. Không, bây giờ chết rồi, giờ khó xưng hô á bạn ơi. Dịch ngày xưa là bạn của mình, bây giờ già rồi mình còn trẻ, giờ mình kêu bằng ông thì hơi khó kêu, hơi bị ngượng mồm á bạn. Ông Dịch ơi, con nói ông nghe nè, ông có biết một người đó tên là Phong Cận không? Phong Cận hả? Dạ. Ủa, Phong Cận, từ từ nhớ rồi, con nghe tên quen người ta. Ồ, nhớ rồi, Phong Cận là bạn của ta. Nhưng mà cậu ta ấm mất tức từ rất lâu rồi, từ cái hồi mà ta còn trẻ, ta còn đi học luôn á. Ủa mà sao trông Phong Cận vậy? Hả? Sao? Trông con nhìn giống Phong Cận á? Mày bị điên à? Ta hỏi làm sao mi biết Phong Cận? À dạ. Ôi, thì Phong Cận là ông nội của con. Ủa Phong Cận có cháu hồi nào ta? Ai trời ơi, ông không hiểu hả? Là do là bây giờ ông cũng đã già rồi thì ông của con tất nhiên cũng phải già theo. Thì con chính là cháu của ông Phong Cận nè, ông nhìn con có quen không? Cái gì? Con là cháu của Phong Cận? Đúng rồi. Ủa? Chứ ông con giờ đang ở đâu? Dạ. Ê, bảo sao, năm đấy á, Phong Cận với cả Sammy mất tích. Sao đúng một cái có đứa cháu của Phong Cận đến đây? À, cái này cũng hợp lý ha, bây giờ là tìm lại quê hương đúng không? Dạ đúng rồi, trời. Hey, bây giờ á bạn, mình chỉ có thể tự nhận mình là cháu của Phong Cận thôi. Không thôi, mọi người sẽ nghi ngờ. À, hay được rồi, hôm nay con đến đây để thăm ông bà một tí thôi. Ủa rồi, ông đâu rồi? Ê, ông ơi, đi vô nhà ông ơi. Trời, ông đừng đi ra ngoài. Bị lẫn nữa, kệ đi một lúc lại về mà. Kệ đi. Ủa gì kỳ vậy bà? Bộ ông già rồi cho nên lâu lâu ông cứ hay đi ra ngoài đường vậy hả? Ôi, con này không biết đâu, cái hay đi ra ngoài đường ban đêm đúng không? Ví dụ đang ngủ ở trong nhà sao tự nhiên đi ra ngoài, đi ra trái ra phải, người ta tưởng ma, người ta hạ lai hết quá trời, ai ngờ đâu là trời ông ta. Ôi trời ơi bạn ơi, một người trưởng team oai phong lẫm liệt ngày nào bây giờ đã già rồi, sau đó bắt đầu gọi là lú lẫn rồi đêm nào cũng đi ra ngoài đường đi một mình hết trơn rồi đi qua đi lại y như người mất hồn luôn. Trời ơi Dịch ơi, sao mà thấy đau lòng quá. Dạ thôi được rồi, con cảm ơn bà đã tặng cho con cục vàng này, tí nữa con đi mua một ít trái cây cái kiểu rồi con quay lại thăm ông bà sau. Thôi có gì con sẽ gọi là nhắn ông của con là ông Phong Cận á, có gì đến đây thăm ông bà nha. Còn bây giờ thì đúng con rồi, xin đúng phép rồi bà ổng đến sớm nha. Dạ rồi, con hứa là con sẽ kêu ông con tới. Dạ rồi, tạm biệt. Trời ơi Dịch ơi, anh làm cái gì vậy? Trời ơi Dịch ơi. Thôi được rồi, thôi bé các con đi thôi. Cho mà nhìn Dịch mình vừa mắc cười mình vừa muốn khóc quá bạn ơi. Thôi rồi, bây giờ bé các con, ngươi dẫn ta đi đến nhà của Siro đi. Đi. Rồi đi nhanh lên. Trời ơi. Hey, không biết là giờ này ông Siro ổng làm nghề gì và ổng sống ở đâu ta? Không biết ổng còn nhớ mình là ai không nhỉ? Ủa gì vậy bé các con? Hả gì? Nhà Siro bên đây hả? Ủa mà khoan, cái này là tiệm thịt nướng ngày xưa mà mình với Dịch với Cairo hay đến đây ăn mà. Thôi, đừng có nói là ông Siro ổng mua lại tiệm thịt nướng này, sau đó ổng trở thành người bán thịt nướng luôn nha. Wow, đúng món mình thích luôn. Hay gì ta? Mà khoan, hình như mình thấy có ai trong kia thì phải. Từ, cái ông nào đang úp cái mặt vô cái nồi vậy? Còn nhảy nữa kìa trời. Thôi để mình vô mình hỏi thử mới được.
À, dạ từ từ, hình như cái người này cũng già rồi bạn ơi, mọc râu dài xuống luôn rồi kìa. À, dạ bác ơi cho con hỏi, bác có quen ai tên là Siro mà? Siro hả? Siro là tên con đó. Hả? À, Siro là tên của bác sao? Ui vậy là bác chính xác là Siro rồi. Ôi trời đúng các bạn ơi. Không mày phải gọi là bác Siro vậy. Dạ con xin lỗi bác Siro. Ôi trời ơi bạn ơi, bạn nhìn kìa, cái đầu có mái tóc màu trắng và màu đen, chắc chắn là Siro rồi chứ không ai khác nữa bạn ơi. Ôi nhưng mà sao ông già rồi mà ông khỏe quá, ông còn vẫn đang đứng nhảy được kìa bạn, già mà khỏe dữ vậy ta. Dạ bác ơi. Trời ơi lâu ngày quá con mới gặp lại bác, con thấy vui quá. Bác cho con hỏi nha, bác có nhớ ai tên là Phong Cận không bác? Phong Cận hả? Không dạ. Nhớ. Ủa, cái gì không nhớ? Ủa, trời bạn thân của bác rồi bác không nhớ hả bác? Ủa vậy bác có nhớ ai tên là Kairon Simi Mr. Dịch Kamui không? Kairon Simi Mr. Dịch Kamui hả? À. Không nhớ luôn. Ôi trời ơi các bạn ơi, chẳng lẽ là ông Siro ổng già rồi sau đó ổng bị gọi là gì ta, mau quên, ổng mất trí nhớ hả ta? Sẽ hỏi ai ổng không nhớ ta, ngày xưa ổng là người học giỏi nhất lớp mình, bây giờ ổng già xong cái ổng gọi là trở thành gọi là mất trí nhớ luôn. Ôi mà tự nhiên bác lấy cái kiếm mà làm gì vậy? Còn hai bay là hai đứa nào vô quán thì phá ăn không ăn hỏi đùm phá không ôi, phá ôi, không ôi dạ có đâu. Ủa gì vậy bác? Trời, cái gì mà hung dữ vậy? Trời ơi cái gì hung dữ, chạy các con ơi, chạy các con ơi. Trời ơi mấy bạn ơi, ông Siro ông dữ quá bạn ơi. Thôi ôi là trời, tính ra nha là ngày xưa ổng là cái người hiền lành nhất lớp mình mà còn học rất là giỏi nữa, bây giờ già xong bắt đầu trở nên khó tính nè, rồi còn hay quên cái gì mà ghê với ta. Ôi trời đáng sợ quá, đáng sợ quá. Thôi cá con ơi, anh nghĩ là bây giờ anh đi thăm mọi người cũng đủ rồi, thôi giờ mình về đi chứ anh thấy rồi là gặp mọi người thế này anh rối não quá, thôi đi về. Ôi trời ơi. Hey, tính ra là cái máy tính của mình bây giờ vẫn còn giữ cái game Minecraft mà ngày xưa mình hay chơi nè. Vui ghê luôn á, chơi sinh tồn vui thiệt luôn á trời. Hey, đúng là tuổi thơ ùa về. Rồi con bé cá con nó ngủ mất tiêu rồi bạn ơi, ngủ gì đâu mà úp mặt xuống gối ngủ rồi trời. Hey, còn đây chính là bức ảnh ngày xưa mình chụp chung với Sam nè. Tính ra nhớ quá ta, kỷ niệm ùa về ghê luôn á. Hey, bức tranh ngày nào vẫn còn đây. Nhưng mà Sammy thì không thể nào quay trở lại thế giới con người được nữa rồi. Sammy vẫn sẽ ở mãi mãi ở thế giới phép thuật. Buồn quá ta. Ủa? Cái gì ở đâu nghe cái tiếng cười của ai nghe ghê vậy ta? Ủa cái tiếng của ai cười vậy? Ủa hình như là mình mới vừa nghe tiếng của ai đó cười thì phải. Ở ngoài kia, ngoài kia chính là chiếc mặt nạ đó. Chúa tể bóng đêm sao? Khoan, tại sao hắn ta lại ở đây? Rõ ràng là hắn ta đã bị phong ấn lại rồi mà. Mà tại sao hắn ta lại ở đây? Chết, để mình xuống xem thử mới được. Tại sao tên chúa tể bóng đêm lại ở đây chứ? Chúa tể bóng đêm, tại sao ngươi lại ở đây? Tại sao ta lại ở đây sao? Không cần biết. Cái gì? Ủa, nhưng mà ta nhớ rằng là thầy của ta rõ ràng đã phong ấn ngươi lại rồi mà. Tại sao chứ ngươi có thể xuất hiện chỗ này? Thầy của ngươi mà đòi phong ấn ta hả? Với sức mạnh của hắn ta thì chỉ có thể phong ấn được một nửa linh hồn của ta mà thôi. Ta vẫn còn một nửa linh hồn để hãy phiêu du tự tại đi khắp nơi. Cái gì? Một nửa linh hồn sao? Trời ơi, mạnh như thầy của mình mà chỉ mới có thể phong ấn được một nửa linh hồn của hắn thôi sao? Vậy là bây giờ người đang đứng trước mặt ta là một nửa linh hồn của chúa tể bóng đêm sao? Đúng vậy. Trời ơi, nhưng mà rốt cuộc ngươi tới đây để làm gì? Ta nói cho ngươi nha, nếu như mà ngươi dám hãm hại con người ở đây thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu, ta sẽ tiêu diệt ngươi đó. Ta đến đây không phải là để chiến đấu với ngươi, mà ta đến đây chỉ để nói cho ngươi một việc. Đôi khi có những thứ mà ngươi tận mắt chứng kiến nó vẫn không phải là sự thật. Hả? Là sao? Ngươi đang nói bậy cái gì vậy hả? Lột 3, 2, 1 vô. Hả? Là sao? Những thứ nhiều khi do chính mắt ta chứng kiến không phải là sự thật, có nghĩa là gì? Ý ngươi là sao? Nói ít hiểu nhiều, ta chỉ mong ngươi đừng lấn sâu vào quá. Chúa tể bóng đêm, ngươi đâu rồi? Ngươi ra đây ngay. Ủa, rốt cuộc là sao? Hắn ta tới đây không phải để tiêu diệt mình, mà chỉ nói cho mình nghe có mỗi một câu nói như vậy thôi sao? Những thứ mà ta nhìn thấy ở trước mắt ta đôi khi không phải là sự thật, có nghĩa là sao? Rốt cuộc ý hắn ta là gì?
Thank you.